anh ơi, lại cháy nữa rồi. Trời sao cháy hoài vậy em ơi? Em trade theo tâm linh á. Trời, thế là không giòn đâu, em đã bảo rồi, phải học phân tích kỹ thuật nhá. Nhưng mà học ở đâu? Học ở 68 Trading chứ ở đâu. Chào mừng anh em đến với chuỗi clip chia sẻ về kiến thức trading của 68 Trading. Tại đây chúng mình sẽ đưa anh em đi qua các cấp độ, từ cúng sàn trở nên bảo sàn, từ cháy chỉ còn lỗ và thậm chí có lời luôn. Ok, let's go. Xin chào mọi người, mình là Poseidon đến từ 68 Trading. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với một cái chuỗi series. Và đây chính là cái clip đầu tiên. Đó là cái chuỗi series liên quan đến chia sẻ những cái kiến thức về trading mà mình đang sử dụng để mà tham gia giao dịch trên thị trường. Thì mình cũng muốn dành chút để mà thời gian để mà nói qua cái lý do mà tụi mình quyết định làm cái chuỗi clip này. Như mọi người thấy thì đợt vừa rồi thị trường nó gặp khá nhiều khó khăn và hầu như là chúng ta khá khó để kiếm được lợi nhuận, cũng như là cũng không có cái trend nào thực sự nổi bật. Thì theo mình thấy đây là cái thời điểm tốt nhất để chúng ta cùng nhau học tập và lấy thêm được những cái kiến thức để chúng ta chuẩn bị cho những cái chu kỳ nó uptrend hoặc là nó tích cực hơn của thị trường. Thêm một lý do nữa là hiện tại mình đang là admin của 68 Trading và theo như mình quan sát ở trong group thì đa phần là anh em trade chưa thực sự có một cái phương pháp nhất quán. Chính vì vậy mình muốn làm một cái clip chuỗi series để mà chia sẻ thêm về những cái kiến thức trading để giúp cho anh em tránh được những cái việc gọi là đi lòng vòng, mà chúng ta có thể tiếp cận ngay được những cái kiến thức hữu ích, và từ đó anh em có thể kết hợp thêm được những cái kinh nghiệm giao dịch riêng của bản thân mình, cũng như là các cái đặc điểm riêng để anh em có một cái hệ thống trading nó tốt hơn. Để mà bắt đầu thì mình sẽ lựa chọn một cái chủ đề mà chắc hẳn là anh em đã nghe khá là nhiều và cũng đã được tiếp cận nhiều rồi, đó chính là xu hướng. Thì sở dĩ mà mình lựa chọn xu hướng hay là chúng ta biết đến với cái tên là trend để nói thì bởi vì đơn giản thôi, xu hướng nó là cái thứ đầu tiên và cái thứ quan trọng nhất mà chúng ta cần phải quan tâm khi chúng ta giao dịch. Lấy một cái ví dụ đơn giản nhé, thì trong cái thời điểm mà thị trường uptrend vào cuối 2020 và suốt năm 2021 thì đơn giản chúng ta chỉ cần mua là thắng, đúng không ạ? Đa phần chúng ta mua sẽ có lời, bất kể là chúng ta mua con nào từ layer 1 đến layer 2 đến GameFi cho đến là thậm chí là những cái con mà mang tính gọi là meme coin thì chúng ta đều có lợi nhuận. Đó là bởi vì thị trường nó đang trong một cái xu hướng tăng rất là mạnh mẽ. Chính vì vậy thì cái xu hướng chính vẫn là mua hoặc là long. Ngược lại, trong cái thời điểm vừa rồi như em thấy từ đầu năm 2022 cho đến bây giờ thì cứ mua là lỗ, đơn giản thôi. Bởi vì chúng ta nếu như chúng ta đang mua hoặc chúng ta đang long thì chúng đa phần là chúng ta đi ngược thị trường và rất khó để kiếm lợi nhuận bằng những cái bằng cái cách đó là mua. Và thay vì đó, nếu như anh em short hoặc là bán khống thì sẽ có được cái lợi nhuận tốt hơn. Thì đó chính là cái tầm quan trọng của trend hay là xu hướng ở trong trading. Hoặc là thêm một cái ví dụ khác, anh em có thể thấy là trend nó còn có thể xuất hiện ở trong những cái ngách nhỏ, ví dụ như là cái thời điểm mà Facebook nó ra cái sản phẩm là Meta chẳng hạn, và người ta công bố cái chiến lược phát triển Metaverse, thì hầu như tất cả những cái đồng coin mà liên quan đến Metaverse nó đều bật tăng rất là mạnh mẽ. Hay là lúc mà Elon Musk người ta ống siêu về chalk đúng không, thì những cái đồng mà liên quan đến chó mèo các thứ thì nó cũng tăng rất là kinh khủng. Thì đó chính là xu hướng và là tầm quan trọng của xu hướng. Rồi thì về xu hướng quan trọng như vậy thì có bao nhiêu loại xu hướng trong thị trường? Thì có 3 loại chính ha. Mình sẽ giải thích từng loại một. Đây là cái hình ảnh ví dụ về các cái dạng xu hướng. Thì đầu tiên là xu hướng tăng, uptrend. Thì xu hướng tăng nó sẽ xuất hiện, chúng ta nói về mặt phân tích kỹ thuật nhé, thì khi mà giá nó tạo thành những cái vùng đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước, thì nó cái việc mà giá tạo thành cái hình thái như vậy nó đang cho thấy rằng phe mua nó đang áp đảo hoàn toàn phe bán. Và trong một xu hướng tăng thì anh em có thể thấy là có những đợt giá nó sẽ pullback, tức là điều chỉnh á, nhưng mà nó vẫn luôn tạo ra những cái vùng đáy sau cao hơn đáy trước và giá nó không thể nào nó giảm sâu hơn được nữa. Thì cái hình thái đó nó cho chúng ta thấy rằng phe mua nó đang áp đảo hoàn toàn phe bán và giá nó có xác suất cao là sẽ tiếp tục đi lên. Ngược lại thì xu hướng giảm nó sẽ trái ngược hoàn toàn với xu hướng tăng thôi, tức là nó sẽ được tạo ra khi mà giá nó tạo ra những cái vùng đáy sau thấp hơn đáy trước và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Tức là khi đó giá nó sẽ không thể nào nó có những cái cú bật tăng mạnh mẽ như trước nữa, mà nó sẽ chỉ có đơn giản là sóng hồi và sau đó bị đâm xuống tiếp tục và phe bán áp đảo hoàn toàn phe mua. Và cái dạng hình thái cuối cùng của thị trường mà chúng ta thường xuyên gặp đó là sideways hay là đi ngang. Thì đi ngang khi đó là khi mà giá không tạo ra được các cái vùng đỉnh và đáy nó cao hơn hoặc thấp hơn rõ rệt như hai hình thái trước, mà giá nó sẽ đi tương đối bị nhiễu lộn xộn. Và khi đó thì chúng ta thấy rằng đa phần thị trường nó sẽ ở trong một cái trạng thái gọi là lưỡng lự,
tức là phe mua bằng phe bán, hoặc là hai bên chỉ hơi áp đảo nhau hơn một chút thôi, và chúng ta khó lòng để phân định được là chúng ta nên long hay short tại cái thời điểm này. Thì trên thực tế thì ba dạng xu hướng này nó xuất hiện liên tục trong các cái khung thời gian khác nhau của thị trường. Tuy nhiên thì theo mà những cái con số mà người ta thống kê ấy, thì đa phần là thị trường nó khoảng 2/3 thời gian nó sẽ ở trong cái xu hướng đi ngang, còn chỉ có 1/3 thời gian là nó ở trong trạng thái có xu hướng thôi, tức là ở trong trạng thái xu hướng tăng và xu hướng giảm thôi. Chính vì vậy là đây cũng chỉ là một cái đặc điểm mà anh em cần phải lưu ý về xu hướng ở trong trading. Tại vì thông thường thì chúng ta chỉ long khi mà chúng ta biết được là thị trường đang ở xu hướng tăng, và short khi mà chúng ta biết được thị trường đang xu hướng giảm, và chúng ta phải chờ đợi khi mà thị trường đang sideways. Thì với cái con số thống kê như hồi nãy mình vừa nói thì rõ ràng đa phần thời gian đó, thì chúng ta nên nhìn thời gian để quan sát và chờ đợi thị trường, chứ không phải là để vào lệnh, và chúng ta chỉ vào lệnh khi mà thị trường nó rõ ràng thôi. Nó cũng giống như cái câu chuyện những cái tuần gần đây thị trường nó đi ngang và chúng ta đa phần là nên đứng ngoài để chờ đợi, chứ thay vì là chúng ta cố gắng long short để kiếm lợi nhuận. Ok, thì chúng ta sẽ cùng nhau lấy một cái ví dụ thực tế ở trên biểu đồ về xu hướng tăng. Thì anh em có thể thấy đây là cái biểu đồ vàng USD ha, và khung thời gian chúng ta đang nói đó là khung thời gian 4 giờ. Thì riêng cái phần này anh em có thể thấy mình có vẽ những cái vòng tròn để xác định cái vùng đỉnh và đáy. Thì em có thể thấy rằng chúng ta rất nhanh nhận biết được đây là một cái xu hướng tăng khá là rõ. Tại vì sao? Đây là những cái vùng đỉnh sau, đáy sau cao hơn đáy trước và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Thì tại cái thời điểm này vàng nó đã hình thành một cái xu hướng tăng. Tiếp theo giá hồi về tạo ra một cái vùng đáy sau tiếp tục cao hơn đáy trước đó và đỉnh sau tiếp tục cao hơn đỉnh trước đó. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng vàng nó đã liên tục tạo ra ba nhịp của một cái xu hướng tăng. Thì đây là cách để chúng ta nói về một cái xu hướng tăng được hình thành. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau lấy ví dụ về một cái xu hướng giảm. Thì vẫn là biểu đồ vàng USD và khung thời gian vẫn là 4 giờ. Anh em có thể thấy giá nó đã tạo ra một cái xu hướng giảm ngay ở thời điểm này. Đó, với cái vùng đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước. Tiếp theo đó anh em có thể thấy giá nó đã có một cái đợt gọi là pullback đúng không ạ? Tức là hồi về. Đó, đây giá nó đã hồi về và tiếp tục tạo ra tiếp một cái xu hướng giảm tiếp khi mà tạo ra cái vùng đáy đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đã tiếp tục giảm thêm một đợt khá là mạnh. Và anh em có thể thấy rằng ở đây nếu như chúng ta đã xác định được đúng cái xu hướng giảm ở khúc này ha, và đây chính là cái vùng hỗ trợ trước đó và sau này khi bị phá vỡ thì trở thành kháng cự, và khi giá hồi về đây thì nó đã hình thành nên một cái mô hình ha, anh em có thể thấy ba đỉnh khá là rõ rệt và chúng ta có thể entry short và TP ở đâu đó ở dưới này hoặc là ở dưới này nếu như chúng ta muốn đi theo xu hướng. Thì đây chính là một cái ví dụ khá là đẹp về xu hướng giảm. Ví dụ thứ ba thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái giai đoạn sideways của thị trường. Anh em có thể thấy là trong cái vùng này thì hoàn toàn vàng nó đi không có xu hướng và anh em có thể thấy là nó không thể nào nó tạo ra những cái đỉnh sau nó hoàn toàn cao hơn đỉnh trước được đó. Và sau khi chạm những cái range giá ha, nó cố định ở đây thì nó liên tục bị phản ứng đó. Anh em có thể thấy chạm lên đây đi xuống, chạm lên đây đi xuống, chạm xuống như này đi lên, thì đây chính là một cái vùng sideways không rõ xu hướng của vàng. Và vàng nó chỉ khi nó break out lên khỏi cái vùng kháng cự này và nó retest thành công thì khi đó nó bật tăng và nó lúc này nó mới có xu hướng. Thì đây chính là một cái ví dụ điển hình của cái dạng sideways trong một range giá. Ở đây là dạng sideways theo hình hộp chữ nhật mà chúng ta có thể thường xuyên bắt gặp ở trên thị trường. Rồi, thì đó là ba dạng của thị trường. Tiếp theo mình sẽ nói cho anh em về cái cấp độ của xu hướng. Vậy thì mà có bao giờ anh em tự hỏi là tại sao cùng một cái đồng coin, ví dụ như cùng một cái đồng coin là Bitcoin chẳng hạn, thì có người nói là Bitcoin đang xu hướng tăng nhưng mà lại có người khác nói là Bitcoin đang trong xu hướng giảm. Thực ra thì xu hướng trong các cái cấp độ, các cái khung thời gian thì nó hoàn toàn khác nhau. Thì thông thường người ta sẽ chia ra làm ba cấp độ của xu hướng. Đó là thứ nhất là xu hướng chính, tức là cái xu hướng mà có hiệu lực trong dài hạn ấy. Thì đối với thị trường crypto là một cái thị trường có tính biến động khá là lớn ấy, thì mình có thể hạn định cái xu hướng chính đó chính là cái xu hướng kéo dài trong khoảng từ 2 đến 3 tháng trở lên ha. Xu hướng trung gian là một cái xu hướng kéo dài trong khoảng từ 1 tuần cho đến là dưới 2 tháng đó. Và cái xu hướng ngắn hạn là cái xu hướng diễn ra trong thời gian ngắn, tính từ các cái khung thời gian như là vài ngày hoặc vài giờ đó. Chính vì vậy
trong một cái thị trường như mình, ví dụ trong một năm 2021 thì Bitcoin nó ở trong một cái uptrend rất là rõ ràng, nhưng trong cái uptrend đó không phải là Bitcoin nó cứ tăng lên từ 20.000 cho đến 67.000, mà trong đó nó sẽ có những cái đợt điều chỉnh. Thì xu hướng chính là tại thời điểm đó chính là uptrend, trong khi đó các cái xu hướng trung gian chính là cái xu hướng điều chỉnh, thì nó là xu hướng giảm. Thì đó là chuyện rất là bình thường. Chính vì vậy anh em cần lưu ý là khi chúng ta nói xu hướng của một cái tài sản nào đó hay là một cái đồng coin nào đó thì chúng ta cần gắn với nó khung thời gian, ví dụ như là xu hướng giảm trong 4 giờ, xu hướng tăng trong 15 phút. Đó là điều rất là bình thường ha. Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ xác định một xu hướng như thế nào? Thì đơn giản là chúng ta sẽ hoàn toàn dựa vào những cái lý thuyết để chúng ta xác định thôi. Thì một xu hướng tăng sẽ được hình thành khi mà tại cái khung thời gian đó anh em xác định được một cái cặp đỉnh đáy mà nó thỏa mãn được cái điều kiện, đó là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước. Ngược lại, một xu hướng giảm sẽ được hình thành khi mà anh em xác định được một cặp đỉnh đáy với đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước. Ngược lại trong thì và cuối cùng là khi mà anh em đã cố gắng chúng ta xác định những cái vùng đỉnh đáy nhưng mà không thể nào xác định được một cái rõ ràng, thì khi đó khả năng cao là thị trường nó đã bước vào giai đoạn sideways rồi. Sau khi anh em xác định được cái xu hướng ấy, thì cái câu hỏi tiếp theo mà thông thường chúng ta sẽ phải trả lời đó là liệu rằng cái xu hướng này nó sẽ tiếp diễn hay là sẽ bị phá vỡ, thậm chí là đảo chiều. Thì để trả lời câu hỏi này thì Bryson người ta sẽ sử dụng một khái niệm, đó chính là key level. Key level đúng như cái tên gọi của nó là một cái mức giá hết sức quan trọng, key chìa khóa để mà chúng ta xác định được rằng dựa vào những cái phản ứng giá tại đó mà chúng ta xác định được rằng thị trường nó sẽ tiếp tục tiếp diễn, bị phá vỡ hay là đảo chiều. Đó, thì đầu tiên cái xác định key level như thế nào? Thì trong một xu hướng tăng, key level chính là cái vùng đáy mới nhất ha, và từ vùng đáy đó nó đã tạo ra cái đỉnh mới nhất trong xu hướng tăng. Ngược lại, trong xu hướng giảm thì key level chính là cái vùng đỉnh mới nhất, từ đó nó tạo ra một cái đáy thấp hơn và mới nhất trong xu hướng giảm. Rồi, rất là dễ hiểu đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta có thể thấy là nếu như trước đây thì cái key level trong xu hướng tăng nó sẽ nằm ở đây, và sau khi giá nó tạo ra cái đỉnh mới ở ngay vùng này thì key level nó đã lập tức dịch chuyển đến cái vùng đáy mới. Tương tự như vậy trong xu hướng giảm thì trước khi giá nó tạo ra những cái đỉnh đáy mới thì key level của xu hướng giảm nó đang ở đây đúng không ạ? Và khi giá nó tạo ra cái đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ và đáy mới thấp hơn đáy cũ và thỏa mãn điều kiện xu hướng giảm diễn thì key level nó di chuyển về đây. Đó, khá là đơn giản. Vậy thì cái key level này có ý nghĩa gì trong việc xác định xu hướng sẽ là đảo chiều, tiếp diễn hay phá vỡ? Thì chúng ta sẽ quay lại khái niệm một chút đúng không ạ? Xu hướng tăng sẽ được tiếp diễn khi đáy sau cao hơn đáy trước và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Như vậy, xu hướng tăng này nó sẽ tiếp diễn khi mà giá tiếp tục tôn trọng cái key level này. Mình nói ví dụ như về đây và bật tăng lên tiếp, tức đáy sau cao hơn đáy trước và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, thì đây chính là cái điều kiện thỏa mãn xu hướng tăng hình thành. Đó, thì cái key level này nó có ý nghĩa rằng key level này chỉ khi nào key level này nó không bị phá vỡ, tức là giá nó không đâm xuyên qua đây ha, thì xu hướng tăng vẫn đang được tôn trọng. Cái xu hướng tăng cũ này này ha, vẫn đang được tôn trọng và nó có khả năng được tiếp diễn. Đó, có thể là cao hơn hoặc bằng. Đó. Tương tự như vậy, trong một cái xu hướng giảm thì khi nào giá nó vẫn tôn trọng cái key level này thì xu hướng giảm vẫn có thể được tiếp diễn. Đó, đây chính là cái việc ý nghĩa mà key level nó giúp chúng ta xác định được xu hướng tiếp diễn. Đó, ngược lại với cái trường hợp này thì cái xu hướng nó sẽ bị phá vỡ khi mà giá nó đâm xuyên hoàn toàn qua key level. Đó, em có thể thấy trong trường hợp này giá đâm xuyên qua key level thì xu hướng tăng này nó đã bị phá vỡ. Ở đây nó có một cái đặc điểm mà mình nhấn mạnh lại và anh em cần lưu ý nhé. Xu hướng tăng bị phá vỡ nó không đồng nghĩa với việc xu hướng giảm sẽ hình thành. Hai cái khái niệm này hoàn toàn khác nhau, bởi vì xu hướng tăng khi trước này bị phá vỡ thì thị trường nó có thể tiếp tục đi sideways. Đúng không ạ? Đi sideways. Đó, sau đó mới đảo chiều hoặc sau đó mới lại tiếp tục bật tăng tiếp, thì đó là cái chuyện rất là bình thường. Đó, anh em lưu ý nhé, xu hướng tăng bị phá vỡ nó không hề đồng nghĩa với việc xu hướng giảm hình thành. Thậm chí trong trường hợp này phá vỡ đúng không ạ? Và sau đó bật tăng lên, nó vẫn có thể xảy ra luôn. Bởi vì ở đây chúng ta thấy rằng xu hướng tăng này bị phá vỡ thôi, chứ thị trường nó vẫn có thể tạo ra một cái xu hướng tăng mới. Thì khi này đây chính là xu hướng tăng mới này, anh em có thể thấy đúng không ạ? Đây chính là cái xu hướng mới và nó không còn là xu hướng cũ nữa. Anh em lưu ý điều này nhé. Phá vỡ hoàn toàn khác biệt với đảo chiều. Ok. Tương tự như vậy với xu hướng giảm. Vậy thì cái xu hướng tăng này nó sẽ đảo chiều khi nào? Đây, nó sẽ đảo chiều khi nó phá vỡ, sau đó nó
tạo ra một cái cặp đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước. Khi đó chúng ta có thể nói rằng xu hướng tăng trước này bị phá vỡ và xu hướng giảm đã hình thành. Khi này chúng ta có thể short trong cái khung thời gian mà chúng ta đang xin xu hướng. Tương tự như vậy với xu hướng giảm, anh em có thể thấy ha. Đây chính là xu hướng giảm, mình đang ví dụ đây chính là key level đúng không ạ? Và giá nó bật tăng lên. Bật tăng lên như thế này thì chúng ta chưa thể nào khẳng định được rằng xu hướng nó đã đảo chiều, mà chúng ta chỉ có thể kết luận là cái xu hướng giảm cũ này nó đã bị phá vỡ ha. Chỉ khi nào xu hướng giảm cũ này nó hồi trở lại và nó bật tăng lên, nó tạo ra một cái cặp đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước, thì khi đó xu hướng tăng mới bắt đầu hình thành. Đó, đây chính là cái ví dụ đơn giản để anh em có thể hiểu được một cách nhanh chóng cái khái niệm xu hướng tăng, sau đó xu hướng bị phá vỡ và xu hướng đảo chiều. Ok, chúng ta sẽ lấy ví dụ thực tế ở ngay trên biểu đồ. Rồi, để anh em có thể hình dung thực tế khi level nó hoạt động như thế nào thì mình sẽ quay trở lại cái ví dụ ban đầu á. Khi mà chúng ta nói về xu hướng á, thì đây chính là biểu đồ vào khung 4 giờ đúng không ạ? Để anh em dễ hiểu thì mình sẽ sử dụng một khung thời gian thôi. Thì em có thể thấy là khi mà chúng ta đang nhìn ở khung thời cái phần này ha, thì rõ ràng vàng vàng nó đang ở trong một cái xu hướng tăng với các cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước liên tục ha. Anh em có thể thấy vàng đang trong một xu hướng tăng. Ban đầu key level của vàng tại cái thời điểm mà nó hình thành cái đỉnh mới này, key level của nó ở đây. Sau đó giá nó hồi trở lại và nó chỉ hồi được ngang cái vùng hỗ trợ này thôi. Nó vẫn tôn trọng cái key level này và nó bật tăng lên tiếp tạo ra cái đỉnh sau này ha, cái đỉnh sau này. Đây là cái đỉnh sau này, nó cao hơn đỉnh trước, rõ ràng rồi ha. Tại sao chúng ta không dùng cái đỉnh này? Tại vì anh em thấy không? Cái mức độ chênh lệch của hai cái đỉnh này nó hoàn toàn không đáng kể ha, và đây có thể là chỉ là một cái fake breakout thị trường thôi. Và mình sẽ, cái này cũng chỉ là cái kinh nghiệm mà anh em khi sử dụng cái xu hướng, xác định xu hướng và sử dụng key level, thì anh em cần phải nhận biết được rằng khi nào cái lực tăng nó confirm được rõ rệt cái xu hướng thì chúng ta mới dùng cái đỉnh đó để chúng ta xác định cái đỉnh mới ha. Thì khi đó rõ ràng key level nó chính là vùng này và chúng ta sẽ dịch chuyển key level đến đây đúng không ạ? Đây chính là cái đáy dẫn đến cái đỉnh cao nhất này. Đó, khá là dễ hiểu đúng không? Và chúng ta sẽ giống ngang qua đây. Rồi, tiếp theo chúng ta thấy rằng thị trường nó khi mà nó tạo ra cái đỉnh này này. Ở đây anh em có thể, chúng ta sẽ đọc hiểu chậm chậm thị trường lúc này nhé. Thị trường tiếp tục bật tăng trở lại. Thì lúc này xu hướng tăng nó sẽ được tiếp diễn khi nào ạ? Nó hình thành nên một cái đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ, nhưng trên thực tế thì anh em có thể thấy rằng đây nó đã không hình thành được đỉnh mới và nó bị từ chối bằng hai cây nến đỏ khá là mạnh, và đây chính là một cái vùng sideways đó. Sau đó nó giảm xuống, nhưng mà tại thời điểm này chúng ta vẫn chưa có đủ cái lý do để chúng ta short đúng không ạ? Tại vì rõ ràng là đây trước đây vẫn là xu hướng tăng và key level nó ở dưới này, thì chúng ta cần đợi một cái tín hiệu của thị trường nó sẽ tôn trọng key level hay là phá vỡ key level. Thì khi mà giá nó tiệm cận key level thì có một cái lực nhỏ làm giá hồi lên, nhưng mà cái lực hồi đó nó khá là yếu, thể hiện qua cái lực nến này. Anh em có thể thấy mình phóng to cái nến đó ha, đây là một cái cây nến mà thì cái lực bán đang áp đảo ha. Anh em có thể thấy cái bóng nến nó khá là dài đó. Tiếp theo một cái nến đỏ và hình thành một cái mô hình khá là quen thuộc là bearish engulfing, và sau đó giá nó bị phá vỡ hoàn toàn key level. Thì ở đây khi mà chúng ta đã xác định được rằng đây chính là key level của xu hướng tăng trước đó khung 4 giờ, và khi giá nó phá vỡ thì đầu tiên chúng ta cần hiểu là cái xu hướng tăng này nó đã kết thúc và nó đã bị phá vỡ. Thì tiếp theo để mà chúng ta confirm được chắc chắn rằng thị trường nó đã sẽ hình thành một xu hướng giảm thì chúng ta lại phải tiếp tục đợi nó hình thành thêm một cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, và cái đỉnh sau này nó tạo ra một cái đáy sau thấp hơn đáy trước, thì khi này khi xu hướng giảm nó đã được hình thành. Thì đây chính là cái ví dụ khá là đẹp mà nó gần như là nó mô phỏng hoàn toàn lại cái biểu đồ đơn giản của cái sự phá vỡ và đảo chiều xu hướng mà mình lấy ví dụ ở lúc trước cho, mà mình vẽ ra hồi trước cho anh em xem đấy. Thì đây chính là đây xu hướng tăng key level, giá phá vỡ key level tạo ra cái đáy sau đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, và sau đó đỉnh sau này nó tạo ra cái đáy sau thấp hơn đáy trước. Thì khi này trong khung 4 giờ xu hướng nó đã hoàn toàn đảo chiều sang xu hướng giảm, và đơn giản là chúng ta đợi short thôi. Thì chúng ta có thể đợi short ở đâu? Đầu tiên chúng ta có thể đợi short khi giá nó hồi về thứ nhất là vùng hỗ trợ này đúng không ạ? Lý do ở đây là vùng hỗ trợ này, anh em thấy đây chính là cái đáy trước đó này, nó chính là cái đáy đầu tiên này, trước đây là cái đáy thứ hai đúng không ạ? Đây chính là cái đáy đầu tiên, sau đó giá nó đã phá vỡ cái đáy này, thì rõ ràng khi một hỗ trợ bị phá vỡ thì nó sẽ trở thành kháng cự và chúng ta có thể kênh short ở đây ha. Và ở đây chúng ta có một cái mô hình nêm giảm khá là đẹp nữa. Những cái này thì chắc là mình sẽ dành thời gian mình nói kỹ hơn vào trong những cái series sau ha.
Cái này thì nếu anh em nào quen thuộc với biểu đồ, anh em có thể nhận thấy rằng đây là một cái mô hình đỉnh dạng. Và đến đây giá nó tạo thành ra một cái mô hình 3 đỉnh nữa thì khá là đẹp cho một cái entry short đúng không ạ? Và chúng ta có thể short ở đây bởi vì giá nó chạm kháng cự mô hình nêm dạng và một cái mô hình 3 đỉnh ở trong khung thời gian nhỏ. Chúng ta short đây và chúng ta đang đi đúng theo cái xu hướng khung 4 giờ. Đó. Trong trường hợp này thì giá nó sẽ không có hồi lại được về kháng cự về cái vùng key level để test nữa mà chỉ dừng ở đây thôi, và chúng ta có thể short theo xu hướng ở đây. Đó, thì như vậy nguyên cái khúc này. Đó, nếu như chúng ta đã không long trong xu hướng tăng thì đơn giản chúng ta có thể đợi. Chúng ta đợi khi nào giá nó không, nếu giá nó tôn trọng key level đây thì chúng ta có thể long lên. Nhưng trong trường hợp này giá nó bị phá vỡ và chúng ta xác định được tại đây xu hướng tăng bị phá vỡ, sau đó xu hướng giảm được hình thành, thì đơn giản chúng ta muốn đi theo xu hướng không bao giờ, chúng ta đợi một cái entry short. Và đây chính là cái entry short ở ngay kháng cự. Đó, chúng ta có thể vào một cái lệnh short ở đâu đó để đây, stop loss ở trên này và TP ở dưới đây, hoặc là ở đây chính là cái vùng đáy cũ này. Đây cũng là một kháng cự này. À, hỗ trợ này, xin lỗi mình đã nhầm. Đó, và nếu nó phá vỡ thì chúng ta có thể hold lệnh đi xuống ở vùng thấp hơn. Ok, thì đây chính là một cái ví dụ về việc xu hướng tăng bị phá vỡ và đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Thì trong cái trường hợp xu hướng giảm, anh em hoàn toàn có thể áp dụng tương tự. Rồi, vậy thì cái cách mà chúng ta giao dịch thực tế với xu hướng nó sẽ như thế nào? Ở đây có hai trường phái. Nếu như anh em chỉ sử dụng giao dịch trong một khung thời gian duy nhất, ví dụ như mình lấy ví dụ của CSZ là trong cái biểu đồ lúc nãy đi ha, tức là anh em chỉ giao dịch trong khung thời gian 30 phút chẳng hạn, thì đơn giản là anh em chỉ cần làm đúng một chuyện thôi, đó là xác định xu hướng trong cái khung thời gian 30 phút. Đó, xác định xem xu hướng đó nó sẽ tiếp diễn hay nó sẽ đảo chiều. Đó, và chúng ta lựa chọn cái vị thế hợp lý. Sau đó chúng ta sẽ chọn những cái vùng giá mà nó hiệu lực, ví dụ như mình nói là hỗ trợ chẳng hạn. Ví dụ như CSZ đang trong xu hướng tăng luôn. Ví dụ như chúng ta đã xác định được khung 30 phút là CSZ đang trong một xu hướng giảm, thì bây giờ chúng ta sẽ xác định tiếp những cái vùng kháng cự có hiệu lực, để từ đó chúng ta kênh những cái lúc mà giá hồi về các cái vùng giá đó chúng ta có thể entry short. Thì đó là cái cách trade nếu mà anh em sử dụng một khung thời gian. Còn khi anh em sử dụng đa khung thời gian thì như thế nào? Thì ví dụ như 4 giờ đang tăng nhưng 1 giờ lại giảm thì chúng ta phải làm như thế nào? Theo một nguyên tắc đơn giản thôi, là chúng ta sẽ tôn trọng và đi theo cái xu hướng của khung thời gian lớn. Ở đây mình sẽ lấy ví dụ ha. Ví dụ như chúng ta sử dụng các khung 4 giờ, 1 giờ và 15 phút, tức là đa khung thời gian đó, để chúng ta giao dịch đó. Thì chúng ta sẽ xác định cái xu hướng và đi theo xu hướng của cái khung 4 giờ và 1 giờ. Chúng ta sẽ quan sát cái xu hướng ở trong time frame lớn, sau đó mới vào các cái khung thời gian nhỏ để chúng ta chờ đợi. Mình nói ví dụ như 4 giờ đang xu hướng tăng, thì đơn giản là anh em xác định xem các cái key level của 4 giờ nó nằm ở đâu và đợi cái khung 15 phút điều chỉnh. Có thể khung 15 phút là trong xu hướng giảm là chuyện rất bình thường, bởi vì giá cũng có thể điều chỉnh xuống mà. Và chúng ta vào lệnh long theo xu hướng chính là xu hướng 4 giờ. Nếu như cái key level của 4 giờ nó chưa bị phá vỡ thì chúng ta cứ theo xu hướng 4 giờ, và chúng ta vào khung 15 phút để chúng ta lựa chọn những cái entry khi mà giá nó về cái vùng hỗ trợ thì chúng ta có thể long. Mặc dù 15 phút nó đang giảm là rất là bình thường. Ok. Rồi, thì đó là một số cái chia sẻ của mình về giao dịch theo xu hướng. Trong cái clip tiếp theo thì mình sẽ làm rõ hơn và thêm một số những cái ví dụ nâng cao về xu hướng, về những cái trường hợp mà key level nó là key level ảo hay là key level nó hiệu lực, cách phân biệt những cái key level hiệu lực và không hiệu lực. Tuy nhiên thì những cái kiến thức đó nó khá là nâng cao và nó đòi hỏi anh em cần phải trải nghiệm trước về những cái kiến thức nền, và anh em có thể thử giao dịch một số cái lệnh dựa trên key level và xu hướng để anh em xác định có một chút cái kinh nghiệm, thì khi đó anh em có thể nhìn nắm bắt hơn những cái kiến thức nâng cao ở trong cái clip tiếp theo. Rồi, hẹn gặp lại anh em trong cái clip tiếp theo nhé.